Hiện nay, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số dịch vụ đủ điều kiện của cả nước đã đạt hơn 90%. Nhiều sáng kiến đã được các địa phương thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tháng 8 năm ngoái, Bộ phận một cửa huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ giấy của công dân để chuyển sang hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục dễ thực hiện, được người dân sử dụng phổ biến. Nhờ đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của huyện đạt hơn 90%, cao nhất ở thành phố Hải Phòng. Chúng tôi đã hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của huyện, trên Facebook, trên Zalo. Và khi công dân trực tiếp đến bộ phận một cửa thì các cán bộ công chức đều tận tình hướng dẫn công dân để nộp hồ sơ trực tuyến. Còn tại Nam Định, để tránh tình trạng bệnh thành tích trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tức là hồ sơ mới tiếp nhận, chưa xử lý xong, nhưng các cán bộ đã tích vào mục trả kết quả là đã hoàn thành để báo cáo. Thực trạng này đã được địa phương khắc phục vào năm 2021 thông qua việc gửi 3 tin nhắn SMS đến điện thoại di động cho người giao dịch thông báo đã tiếp nhận được hồ sơ, đã thanh toán phí, lệ phí và thông báo đã có kết quả. So với trước đây thì tôi cảm thấy cái điều mà tâm đắc nhất chính là cái việc mà đã tiết kiệm được thời gian. Điểm thứ hai đấy chính là cái việc mà tất cả các cái thông báo về tiến trình xử lý hồ sơ đều được thông báo qua tin nhắn điện thoại. Điều đấy giúp cho mình quản lý công việc nó được dễ dàng hơn. Chuyển đổi số là thay đổi thói quen, cách nghĩ, cách làm của cán bộ công chức cao cấp, người dân doanh nghiệp. Hơn một năm qua, theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các địa phương đã tích cực thiết lập, đưa vào hoạt động hơn 74.000 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 350.000 thành viên, dần hình thành mạng lưới triển khai hỗ trợ thiết thực hiệu quả. Là hỗ trợ cho cái người dân trong cái việc tiếp cận, am hiểu, biết về cái cách thức nộp các cái thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Tổ này sẽ là thành phần nòng cốt để thực hiện mà hỗ trợ hướng dẫn cho người dân theo cái phương châm là đến từng ngõ gõ từng nhà và hướng dẫn từng người. Rất nhiều sáng kiến giải pháp đã được triển khai thời gian qua. Tuy vậy, để tăng tỷ lệ người dân doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến cao hơn nữa, việc quan trọng cần làm vẫn là tiếp tục cải thiện quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn để thu hút người dân doanh nghiệp sử dụng.